Chào các bạn, tôi là Kevin Trần, đại diện cho Dầu Nhất Energy tại Việt Nam và hiện tại là tôi đang ở tại Mỹ. Đây là cái khu sản xuất của Energy, Dầu Nhất lớn. Nguyên cái khu này là của thằng Energy đó, Dầu Nhất Energy đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn quay cái video này là muốn giới thiệu cho các bạn biết về công ty Lubrima sản xuất ra Energy. Các bạn cứ coi thêm một số nhà máy bên đây, là hiện tại là Energy đang xây thêm một cái khu vực lớn bên đây nữa, là để mà sản xuất cái số lượng dầu nhất mà công ty Lubrima sản xuất ra càng ngày càng nhiều, nên phải xây thêm một cái khu bên đây nữa. Thì cũng như các bạn đã biết, ở cái nơi tôi đang đứng ở đây á, là Houston, Texas, là cái chỗ mà có số lượng dầu nhất sản xuất ra hàng năm lớn nhất ở Mỹ đây. Và thành phố này cũng là một trong những thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ. Đó, các bạn thấy không? Đây là chúng tôi hiện tại là đến tại chỗ của Lubrima, công ty sản xuất ra dầu nhất Energy mà các bạn đang sử dụng tại Việt Nam hiện bây giờ. Rất là lớn thưa các bạn, nó còn tuốt ở đằng sau kia luôn. Tất cả những cái nhà máy nguyên cái khu này là nhà máy của Lubrima hết đó các bạn nhé. Các bạn xem đấy, đang xây thêm nữa, không đủ chỗ chứa nữa.